Dạ em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên trưa hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2021 xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho mọi người những dòng hàng hoa Tết giá rẻ. Và chỉ còn thời gian rất là ngắn nữa thôi thì chúng ta đã bước sang năm mới năm 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Nhà em sẽ cố gắng nhập nhiều loại mặt hàng về để phục vụ nhu cầu chơi Tết các bác. Và hai số điện thoại đặt hàng 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều những dòng hàng đẹp chơi Tết. Và nhà em cũng đang có chương trình là dọn vườn. Một số những mặt hàng sẽ bán giảm giá để các bác sưu tầm. Và thời gian ngắn nữa thôi thì chúng em sẽ không ship hàng đi xa nữa. Nên các bác tranh thủ, nếu mà các bác ưng ý thì đặt hàng sớm nhất có thể nhé. Các dòng mai đỏ đợt này thì không về hàng nữa rồi. Nên là em sẽ sắp tới là sẽ hết hàng và chuyển ra những cái hàng bán hàng Tết tại cửa hàng. Và ngoài ra thì cùng với những sản phẩm hoa lan thì em đang bán ra một cái mẫu ấm trà mang tên là ấm trà cối xay lục bảo ạ. Ấm trà này để phục vụ các bác nhu cầu là thưởng thức trà Tết hoặc có thể là mua để làm quà tặng biếu, rất là xinh và đẹp. Và giá trị thì nó rất là vừa tiền với một cái bộ ấm trà sang xịn mịn để các bác làm quà tặng biếu rất là ok. Bộ sản phẩm trà thì có màu xanh lục và tất cả đều có hoa văn nhé, rất là đẹp. Và hiện tại nhà em đang bán một bộ sản phẩm ấm trà này có vỏ bọc trên một cái hộp rất là chắc chắn, kèm theo túi sách để các bác làm quà tặng biếu cho nó trang trọng. Tổng giá trị bộ trà gồm 6 chén, 1 ấm, 1 chuyên và 1 cối xay là 320.000, được miễn phí ship toàn quốc về đến tận nhà nhé. Cái này giá ngoài thị trường hiện tại hàng Tết người ta đang bán ra với giá không dưới 400.000 đâu ạ. Đây ạ, các bác nhìn này, cái độ men của nó rất là bóng và đẹp. Đấy, màu này thì cái màu xanh này nó rất là sang, để trên bàn rất là sang, đẹp luôn. Em xin đọc lại là giá là 320.000, được miễn phí ship toàn quốc nha các bác nhé. Đấy, khi gửi đi em sẽ đóng gói cẩn thận vào trong cái hộp và sẽ tặng kèm cho các bác một cái bao bì bên ngoài để các bác làm sách quà tặng biếu. Đấy, hàng này nhà em chạy số lượng nhiều, chạy số lượng lớn, các bác có thể mua để làm quà. Tiếp theo là hồ điệp nhá mọi người. Hồ điệp thì nó rất là nhiều mẫu mã. Và khẳng định các bác, từ giờ đến Tết hồ điệp vẫn luôn là cái mặt hàng chơi Tết rất là cháy hàng. Bởi vì độ bền của hoa hồ điệp rất là cao. Năm nào hầu như là những người người ta tặng hoa xếp hay tặng hoa, hầu như người ta toàn chơi hồ điệp để chơi Tết thôi. Độ bền hoa cao. Và nhà em năm nay là lấy hàng vườn, cây của nó đẹp hơn và hàng chọn tại vườn luôn ấy, rất là đẹp. Hôm nay thì về thêm một số những mẫu mã mới. Các bác cứ tham khảo hồ điệp bây giờ ngoài thị trường người ta bán có những mức giá mà em nghĩ là nó không tưởng luôn. Bởi vì hàng này nó là vào cái dòng hàng hot cuối năm rồi. Hồ điệp thì bây giờ nhà em vẫn đang duy trì trong cái mức ổn định nhất. Và từ giờ đến thời điểm từ 20 trở đi nhá, từ 20 Tết trở đi là hàng bắt đầu là vào vụ Tết rồi, thì có thể là nó sẽ bị điều chỉnh giá. Tại vì ngay thời điểm bây giờ là em nhập có thể những cái giá là đã tăng, đã cao hơn so với giá nhập ban đầu rồi ạ. Nhưng mà em vẫn cố giữ giá cho các bác, để các bác là hỗ trợ các bác. Em lên cho mọi người từng loại nhé. Cái loại đầu tiên, cái loại mới về này, cái loại tiểu đào này. Trời đất ơi, cái tiểu đào là cái dòng hàng mà em không nghĩ là nó đẹp như thế. Cây 2 ngồng, gốc 3/5, hàng phân nhánh. Một cây 2 ngồng hoa mà phân nhánh như thế này, hoa rất là đẹp. Giá là 170.000. Tiểu đào này hôm nay em chỉ có hơn 30 chậu thôi nhá. Hôm qua thành giật mãi về ở vườn mới có được một cái lô hàng tiểu đào về. Tiếp theo là trắng chớp, cốc 1 ngồng hoa, cốc đại 3.5, 150.000 trắng chớp. Hàng vườn với nở một vài bông và đang rất là nhiều nụ này. Đấy. Lưu ý là em cứ bán 1 ngồng là 150, 2 ngồng là 180. Thời điểm hiện tại, còn thời điểm thay đổi giá cả thì các bác phải xem là phiên ngày mai có thể nó thay đổi giá, thì phải xem từng phiên các bác nhé. Hàng tiểu hồng này, trắng chớp này. Tiếp theo màu hồng phân nhánh này, cái màu hồng phấn này. Hồng phấn thì nó có 2 ngồng và 1 ngồng phân nhánh. 2 ngồng cũng phân nhánh nhưng mà nó phân nhánh ít hơn. Còn cái loại 1 ngồng phân nhánh nó sẽ phân nhánh nhiều hơn các bác nhé. Đồng giá hết là 180.000. Đây là màu hồng phấn. Đây là màu hồng phấn thì em sẽ đi sang bên đây cho mọi người xem cái dòng 1 ngồng phân nhánh. Tức là 2 ngồng cũng phân nhánh nhưng thường nó phân nhánh ít tay. Nhưng mà cái hàng 1 ngồng thì thường nó phân nhiều tay hơn. Đấy, 1 ngồng phân nhiều tay hơn thì loại này cũng là 180 một chậu, cốc 3.5, cái hồng phấn này lên cũng rất là đẹp.
Đây cái hồng phấn, cốc 3.5, cây to lắm. Tiếp theo là vàng kim thư. Vàng kim thư này, cốc 3.5 và hàng rất là nhiều nụ. Nó là màu vàng với lưỡi màu họng màu đỏ, rất là đẹp. Vàng kim thư 150.000 một cây, cốc 3.5. Giá thị trường bây giờ người ta đang bán 180 rồi. Em khẳng định các bác luôn, nhưng mà năm nay em lấy từ vườn nên bán giá rẻ cho mọi người thôi. Trắng V3 150.000. Người ta bán bây giờ 170 rồi đấy. Đây có hai cái màu đậm đậm này, em cũng không biết là màu gì. Có ba cái màu đậm đậm này, hàng nhiều ngồng này. Tiếp theo là màu trắng chấm này. Trắng chấm 2 ngồng 180, 1 ngồng 150. Trắng chấm. Đây là hồng phấn này, trắng V3 này. Màu đỏ ớt này, đỏ ớt rất là nhiều nụ, nhiều ngồng luôn. Cốc 3.5 cũng 150. Hồ điệp nhẹ chỗ em bây giờ hiện tại em thấy là đang là rẻ, giá rẻ nhất rồi. Đồng tiền cam có một chậu 150. Có một chậu này cũng không biết tên này. Mặt hoa, sưu tầm mặt hoa thì có thể lấy cái chậu này, rất là xinh. Màu hồng chấm này. Hồng chấm này, 150 này. Đây có một cái mặt hoa này cũng lạ lạ này, 150 này. Đây cái mặt hoa này cũng dị dị này, cũng 150. Đây, mấy cái mặt hoa này, mặt hoa là lạ nhá các anh nhá. Nó không có đại trà nên em cũng không biết gọi tên như thế nào. Đây mặt hoa này cũng 150. Tiếp theo là vàng chanh, đây các bác nhìn cái màu vàng chanh này. 1 ngồng 150, 2 ngồng 180. Má hồng cũng 1 ngồng 150, 2 ngồng 180, má hồng này. Đấy, hàng đấy là hoa của nó là cánh hồng và lưỡi màu hồng đậm, màu má hồng. Tiếp theo màu trắng chấm như hàng phân tay. Trắng chấm 1 ngồng phân thì nhiều tay, 2 ngồng thì cũng có phân nhưng phân ít tay hơn. Đấy, đồng giá là 180.000. Đây là trắng chấm phân cành, phân nhánh. Đây, tiếp thì đi vào trong đây. Vào trong đây thì em cũng có nhiều mẫu hồ điệp nữa. Ở ngoài vườn em cũng có nhiều lắm mọi người. Ờ, đây trong đây còn có một số những mặt hàng lạ lạ này. Cái bông này cũng 150 này. Hầu như là đây cái bông hồng đậm này. Hồng đậm 2 ngồng cũng 180, 1 ngồng 150. Đây có khách lấy rồi, quay hết vào rồi này. Đây khách lấy hồ điệp. Đây có cái màu này cũng ít có này. Đây mấy cái màu này toàn cái màu độc dị với cả số lượng lẻ sai này. Đây đỏ ớt này. Đây, đây khách chốt hết rồi, khách chốt hết rồi. À có một cái lô hồ điệp này thanh lý này. Màu vàng ong này thanh lý. Cốc này cốc 2.8. Nở hoa gần tàn rồi. 60.000 một cốc. Mua hết cả 5 cốc này tính giá là sợ 50.000. Giá thành lý lỗ, giá bán đầu ban đầu là 85.000 ạ. Và có hồ điệp này, hồ điệp màu vàng phân nhánh nhưng mà hàng vẫn đang nụ. Cốc 3.5, 100.000 một cốc. Hàng phân nhánh nhưng mà hàng này vẫn đang nụ nhá. Không phải hàng hoa này, hàng hoa nó sẽ đắt hơn. Ở đây. Tiếp theo thì em đây cho mọi người một số những mã năm cánh trắng họng hồng. Nụ xanh lét, hàng ươm ki, chuẩn hoa. Cái lô này giá rẻ chỉ từ 80.000 một chậu thôi ạ. Em gọi đây là Q14 này, hai thân đang nụ rất là xinh, 140.000. Tính ra 70.000 một thân này. Q17 này. Q17 90.000. Q17 hai thân. Q17 hai thân nhá, một thân dài một thân ngắn này chưa ra hoa thì em tính 90.000. Q17 đang nụ nhá, nụ đẹp thì em bó như thế này. Q18 80.000. Đây nụ của nó cũng mới nhú nhú như này thôi. Đấy các bác nhìn chưa? 80.000. Q18. Q19 cũng 80. Cây này thì gần chuẩn bị sưng nụ. Q23 90.000. Đây đang nụ xanh lét đẹp chưa? 90.000, năm nay có một giò hoa rất là thơm đẹp. Q11 80.000. Q5 130.000 hai thân. Q1 80.000 một thân, thân rất là mập. Q4 130.000, này nụ xanh nét đẹp chưa? Hoa thơm lắm, 130.000 hai thân. Q15 120.000 hai thân, chuẩn bị sưng nụ. Q9 90. Đây thân này cong dài đẹp nhiều nụ này. Q7 80. Q7. Q10 cũng 80.000. Q20 90.000 đang nụ. Lô này em về gần 100 chậu bây giờ, chỉ còn tầm khoảng gần 20 chậu thôi ạ. Số lượng còn ít thôi nhá. À, tiếp đến hôm nay thì em có hai cái dòng dendro mới về, đó chính là chớp bịp và tiếp theo là bà liễu lá tre.
Chất bịp ngày hôm nay em lấy của vườn này, hôm nay cây của nó to hơn hôm trước rất là nhiều. Và giá thì vẫn như vậy các bác nhá. Hôm nay bác nào mua chất bịp cây đẹp lắm. Hôm trước thì vườn kia thì em lấy thì cây của nó có thể nó hơi nhỏ hơn một tí. Thực ra nó cũng nhiều thân thôi nhưng nó nhỏ hơn. Nhưng vườn này hôm nay người ta chọn này, chọn hàng lên chậu của nó ấy. Ba thân tơ thì cũng rất là đẹp này. Nói chung là cây của nó rất là mập đẹp và nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, chất bịp đấy ạ. Hàng sưu tầm. Chất bịp này thì thực ra là hoa dendro này, nó nở quanh năm. Và khi nó nở 1-2 ngọng hoa thì nó vẫn ra hoa ở những cái phần nách này tiếp theo nhé các bác nhé. Đấy, hàng này, cây của nó hôm nay rất là đẹp luôn. Chớp bịp, nghe cái tên của nó thì hơi lạ. Nhưng nếu mà các bác chơi dendro lâu năm thì các bác biết đây là một cái dòng cánh chớp đột biến. Hàng sưu tầm đấy ạ, cây to như vậy ngoài thị trường bán không dưới 300 nghìn đâu. Thật sự là như thế, dòng sưu tầm. Hôm nay thì em vẫn tiếp tục chương trình tri ân khách hàng mua 2 chậu chớp bịp được bao ship. Và giá thành một chậu chỉ có 220 nghìn thôi. Chỉ có 220 nghìn các bác nghe không nhầm nữa. Đấy, bởi vì giá thị trường bây giờ người ta bán từ 250, 280 rồi hơn 300. Thì có loại chậu chọn loại to như vậy ít nhất phải từ 300 trở lên. Hàng đẹp. Hôm nay mua 2 chậu bên em miễn phí ship. Đây, các bác muốn chậu nhiều thân này thì cây của nó thấp hơn một tí. Nhưng mà hôm nay được cái lô này nó quá là đẹp mắt luôn. Số lượng chỉ có 30 chậu thôi nhá. Bởi vì đây là hàng chọn. Những cái hàng solo cây nhỏ ở ngoài vườn thì em không lấy. Em lấy hàng chọn. Và bên đây là những cái chậu bà liễu lá tre. Bà liễu xưa thì bình thường em về nhiều, nhưng riêng cái bà liễu lá tre thì những cái lô hàng đen nô nắng về hầu như là không có. Đây, hôm nay lấy từ vườn này cái bà liễu lá tre này. Đấy, cái lá của nó là cái bản lá dài, nhưng bông hoa của nó rất là thơm. Riêng dòng bà liễu thì hoa cực kỳ là thơm mọi người nhé. Chậu cây nhiều thân và hiện tại thì cây của nó đang nhú mắt nụ. Ví dụ như một cái thân bà liễu này nó phải cho rất là nhiều mắt nụ hoa. Đây các bác nhìn này, cây nhiều thân chưa? Cái này đây. Đấy. Cây nó to lắm nha các bác nhá. Bà liễu bình thường ấy, cái cây bà liễu xưa bình thường này nó rất là nhỏ, nó chỉ có bằng một cái thân này thôi. Nhưng riêng dòng bà liễu lá tre ấy, cây nó to. Trung bình cứ tầm 3 thân, em không dở hết nhưng mà trung bình cứ tầm 3 thân. Đấy, và cây to rất là đẹp. Bà liễu lá tre này hoa của nó cánh trắng và lưỡi tím và rất là thơm. Và cái dòng bà liễu lá tre cây to này nhá, em bán là 100.000 đồng một chậu. 100.000 đồng một chậu bà liễu lá tre. Cây to. Đẹp. Đấy, dendro này nó không chỉ lên hoa ở trên đầu ngọn mà nó còn lên hoa ở những cái nách này. Đấy, 100.000 đồng một chậu thôi ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Cây to, sai hoa. Và dòng này hoa nở quanh năm. Dạ em nhẹ nhà em vì vừa cập bến một cái lô chuỗi ngọc các bác nhá. Chuỗi ngọc hàng thuần chậu rồi, về các bác chỉ treo lên thôi. Năm nay cái hàng cân em không lấy bởi vì cái hàng cân nó lắm thân già quá. Không có tí thân tơ nào để các bác chơi hoa được đây ạ. Những cái mắt ngọc này, những cái mắt ngọc đang chuẩn bị xuống lá và chờ hoa này, rất là đẹp. Chậu hôm nay hàng thuần sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo lên thôi. Mà cái dòng chuỗi ngọc này đấy, nhiều bác không biết cách chăm, cách trồng thì rất là dễ bị chết. Nhưng mà đây nhà vườn người ta thật thuần đậy chậu rồi. Và cây này về các bác chỉ việc treo và chơi thôi. Cây nó rất là khỏe và đẹp. Và hôm nay cái lô chuỗi ngọc này về số lượng rất là nhiều, thoải mái các bác đặt hàng. Một chuỗi ngọc, chậu chuỗi ngọc đẹp này thì em bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhá. 200.000 đồng một chậu chuỗi ngọc hàng thuần, rất là đẹp. Đấy, số lượng hôm nay về thêm, hôm trước thì đã cháy hàng rồi ạ. Chậu nào chậu nấy cũng rất là ok. Và bên đây là những chậu kiều vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng nhá. Những cái chậu kiều này là hàng trồng thuần tại vườn rồi. Và các bác về chỉ việc treo cái móc lên và chơi hoa thôi. Dòng kiều Lâm Đồng thì vòi hoa của nó rất là dài, rất là siêng. Đặc biệt người ta thường ví là đẹp như nàng kiều đấy ạ. Đó, một chậu thì sẽ có nhiều thân và hàng thuần rất là đẹp. Nhiều mắt nụ đã sưng rất là rõ ràng rồi. Và hôm nay thì một cái giò kiều Lộc Bắc này, hôm nay thì em nhập giá thì nó rẻ, nó mềm hơn. Và em bán với giá là 190.000 đồng một chậu kiều Lộc Bắc. Hàng rất là nổi tiếng của vùng Di Linh Lâm Đồng nhá. Thân của nó mập mạp, khỏe mạnh. Đấy, chỉ có 190.000 một chậu thôi. Tiếp theo gặp bến thêm một lô dendro nắng xinh tím ạ. Cái hàng xinh tím này, cái vòi hoa của nó cực kỳ là dài, bông hoa xoắn tím đậm. Đó, chậu xinh tím hôm nay thì hầu như là rất là nhiều thân tơ. Để em dỡ hàng này ra rồi cho mọi người xem qua tình trạng cây nhé. Cây của nó năm đợt này về rất là đẹp đấy. Những cái mắt nụ thì đã hơi sưng sưng rồi. Và sau khi dỡ hàng xong thì các bác nhìn này, cả lô hàng của dendro nắng xinh tím á, rất là nhiều thân tơ và hiện tại nhú vòi rất là nhiều. Lô đợt này thì về số lượng nhiều hơn, thoải mái trả hàng cho các bác. Bởi vì hôm trước thì mặt hàng này là một cái mặt hàng hot cháy hàng. Cái nụ của nó, một số cây thì đang nhú lên rồi. Và đây là tình trạng cây ạ.
em sẽ dơ lên một chậu để cho mọi người xem nhé. Trung bình tầm 2 thân. Nếu mà chậu nào 2 thân thì thường là thân nó sẽ cứng gáp dài. Đó, có chậu 3 thân thì thường có kèm theo cả những cái thân ngắn, thân nhỏ. Đấy ạ. Đó, mọi người nhìn này. Cái lô hôm nay thì quá là tuyệt vời luôn. Hàng này chỉ cần người ta cho sang chậu to hơn, phi to hơn thì chắc chắn không có cái giá thành rẻ đâu ạ. Và hôm nay thì em vẫn giữ giá cho các bác là 110.000 đồng một chậu xinh tím. Và loại này mua 3 chậu là 300.000, tức là tính với giá là 100.000 đồng một chậu khi mua từ 3 chậu trở lên nhé. Xinh tím hôm nay cây của nó đẹp, số lượng có ít, có hạn. Giờ tiếp theo thì em sẽ lên cho mọi người một số những chậu hàng hoàng phi hạc hàng thuần nhé. Hàng này thì thuần sẵn rồi và những cái thân hoàng phi hạc bây giờ hiện tại những cái thân tơ ấy, nó lên nó rất là mập, mướt, đẹp. Và chỉ thời gian ngắn nữa thôi, nó trụi hết lá, nó xuống lá và chuẩn bị đơm những cái nụ hoa. Hoàng phi hạc hàng rừng này thì chuẩn rừng, hàng ươm ki. Và hàng này thì các bác nhìn này, nó lên đang lên mầm rất là đẹp. Để thuần một cái chậu đẹp như vậy mà nhiều thân tơ thì cũng phải mất gần 2 năm đấy ạ. Các bác mua hàng ký bây giờ rất là nhiều những thân già như thế này. Và mua kể cả 150 một ký thì cái tỷ lệ thân già nó chiếm rất là phần đa. Nên là để chơi hoa nó không được trọn vẹn như thế này đâu. Và hôm nay cái lô hoàng phi hạc này người ta thuần rất là đẹp. Và chương trình là mua 2 chậu hoàng phi hạc em miễn phí ship về tận nhà các bác nhé. Hôm nay thì số lượng hoàng phi hạc nó có ít nên là em đẩy số lượng. Và bởi vì Tết nhất thì đến nơi rồi, tạo ra một số những cái chương trình ưu đãi cho khách hàng. Hoàng phi hạc mua từ 2 chậu sẽ được miễn phí ship vận chuyển về đến tận nhà. Em sẽ lên lần được từng chậu như sau. Chậu này là chậu K1 này. K1 là một chậu 200.000 rất là nhỏ xinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cũng phải 7, 8 cái thân tơ các bác nhé. Đấy, rất là xinh đẹp như vậy, 200.000. Chậu K2, chậu này thì thân tơ cũng nhiều và nó to hơn, dài hơn. 2, 4, 6, cũng phải 8, 9, 10 cái thân tơ các bạn. Mầm lên rất là đẹp, chậu này đỉnh này, 240 này. Chậu này to nhất này. Chậu P3, mã P3 nhé. Em xin lỗi là em đánh mã K nhưng giờ đổi sang mã P. Em lại bấm nhầm, gọi là mã P đi. 210.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái thân tơ. Nhưng mà thân rất là dài. Đây có mầm đang lên này. Chậu này thân mập dài lắm đây. Có thân này rất là dài. Đấy, 210.000 đồng. P3. Mã P4 cũng 210. Cũng 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói chung là cả thân dài, thân nhỏ, to, thân nhỏ nữa. Đây, toàn thân tơ 210 một chậu. Quá đẹp, mua 2 chậu bao ship rồi. Cái này là bán giá rất là rẻ rồi. P5 200.000. Đấy, em quay tổng thể như vậy các bác nhìn cho kỹ nhá. Em cũng không đếm được tại vì mỗi chậu cũng nhiều thân tơ ấy, đếm nữa lâu. P6 220 ạ. Đây cũng to, đẹp, nhiều thân, thân dài đó. 220.000. Giá lô này rẻ này, mua 2 chậu miễn ship này. P7 200. 200.000 P7. Xinh đẹp chưa? 200.000 được một chậu thuần chơi Tết rồi. P8 220.000. Đây rất là nhỏ xinh. Đây thân tơ này, thân nủ luôn. Đẹp lắm ạ. 220, chậu này cũng to đẹp. P9 210.000 đồng. Đây chậu này thân tơ, 5 thân tơ là thân nào ra thân ấy luôn. 210.000 đồng. Đấy thân tơ rất là đẹp. P10 220.000. Đây ạ, 220.000 P10. Mã P11 210.000 đồng. 210.000 đồng, mã P11. Mã P12 220.000. Ui, chậu này cũng to dài. Đấy, hôm nay có 12 chậu thôi, mua 2 chậu miễn ship. Bán quay như vậy các bác xem hình ấy, rất là đẹp và chốt rất là nhanh nên các bác nhanh tay đặt sớm hôm này hết hàng nhé. Cái lô hoàng phi hạc đôi khi nhà vườn, nhiều nhà vườn người ta thuần nó không được đẹp, mướt mát đâu. Có những lô về thân dài thì lệ nó chiếm rất là nhiều, nhưng mà để thuần được cái lô mà thân nó thân nào cũng ra thân ấy mập như vậy thì thi thoảng mới có vườn người ta chăm đạt thôi ạ. Tiếp đến một cái loại mà hàng em bán số lượng cực kỳ là nhiều mà từ thời điểm đầu đến giờ, đó chính là hạc đỉnh. Hạc đỉnh thì với vòi hoa của nó rất là cao, dài, chậu của nó là chậu khủng, chậu bự. Chậu ít nhất từ 4 giả hành trở lên, có chậu 5 giả hành, có chậu 6 giả hành. Nhưng thường nếu mà chậu nào ít giả hành thì củ giả hành nó to lắm, mập lắm ạ. Và chậu bự này thì ngoài thị trường người ta đang bán với giá dưới chứ không dưới 400.000 đâu. Và lưu ý nhá các bác nhá, hạc đỉnh bây giờ em lấy cái loại là nụ mới nhú lên này. Đấy thì nó đến Tết là nó là vừa, tại vì đến Tết bây giờ nó phải cần hơn 20 ngày nữa cơ. Bây giờ các bác lấy cái loại nụ cao quá, thứ nhất là vận chuyển đi ấy là nó sẽ rất dễ là bị gãy. Thứ hai là hàng đấy nó sẽ nở trước Tết.
Bởi vì hạc đỉnh này này, cái thời gian của nó từ giờ đến Tết, em lấy cái loại nụ nhú này là hàng chuẩn Tết là vừa. Nên là cái giá của cái loại nụ cao và nụ thấp nó cũng sẽ khác nhau. Em lấy cái hàng chuẩn Tết hơn là cái hàng nở sớm. Và một chậu bự này thì nhà em đang bán với giá là chỉ có 330.000 một chậu bự hạc đỉnh. 330.000. Bác nào mà mua thì lưu ý giúp em là cái hàng này nó hơi nặng cước một tí. Bởi vì chậu của nó nặng tầm 5 đến 6 kg cơ. Nhưng mà đúng là tiền nào của nấy và nó xứng đáng với cái chậu khủng, chậu to đùng đấy ạ. Tiếp theo một số những cây này là cây, em có một số những cây dạ ngọc Minh Châu nhé. Năm nay người ta chơi cái này hàng này rất là nhiều. Cái này thì em chắc là chỉ ship ở bán tại cửa hàng thôi, không ship đi xa. Chậu đó em lấy toàn chậu khủng đấy ạ. Em có một số những chậu năm cành trắng Phú Thọ nhé các bác nhé. Năm cành trắng Phú Thọ hàng chuẩn kỳ. Đấy, bởi vì khách hàng người ta có nhu cầu, người ta lấy cái chơi cái hàng hàng năm cánh trắng, hàng VIP thì em lấy về để giao lưu các bác. Hàng chuẩn hoa, chuẩn kỳ và bảo hành cho các bác luôn. Giá bây giờ thì giá đâu đó chỉ 35.000 một sen thôi. Cái thời điểm cao nhất Phú Thọ nó còn rơi tầm 1.8 triệu một sen cơ đấy ạ. Chậu P12 này, 15 sen, 530.000. Cây đứng ngọn rồi. P8, 15,5 sen, 540.000. 540.000. P9 13 sen 450. Ui giá rẻ chán các bác ơi. Giá bây giờ thì mới có thời gian để mua những cái hàng VIP, chứ còn ngày xưa hơn triệu một sen thì ai dám mua. Và chính là bây giờ thì mới gọi là có thời gian để sưu tầm. P3 9,5 sen 330.000. 330. Đầu xuân vẫn bán cái kỳ nhỏ xíu này, hơn triệu này. P16, 12 sen 500.000. Đấy, em có vài kỳ thôi. Theo là đai châu, đai châu Thái nhiều màu. Hàng này thì cây của nó to, đang có nụ hoa. Và một chậu của nó to như vậy em bán với giá là 160.000 một chậu. Và mua 2 chậu tức là 300.000 một cặp nhé. Đây, cây của nó to như thế này, hàng nó nhiều màu lắm ạ. Châu đợt này nó rẻ. Hàng này cho lên chậu gỗ thì không có giá dưới 200.000 nữa. Tiếp theo đó chính là kiều tím Thái. Em còn 4 chậu thôi. Và chậu đợt này thì cây của nó rất là to đẹp. Đấy, chậu nào cây của nó thân mập cứng thì nó thường nó có hai ít thân hơn. Nhưng mà chậu nào nhiều thân thường có cả những kỳ nhỏ. Nhưng mà bây giờ đang sưng nụ này. Kiều tím Thái là dòng thân vuông, hàng sưu tầm. Cây của nó tầm một gang tay đổ lại thôi ạ. 150.000 một chậu. Lan Thanh Tuyền, hàng sưu tầm nhé. Cây này thì hoa của nó hoa màu vàng rất là đẹp và thơm. Cây của nó là cây mẹ con, mẹ bồng con. Hàng này ra hoa thì nó có giữ cả lá nhé. Nó không như dòng Thiên Nga là ra hoa nó rụng hết lá đâu ạ. Em bán là 180.000 đồng một chậu Lan Thanh Tuyền. Còn đây là Thiên Nga. Thiên Nga thì nhà em đang còn số lượng màu nâu và màu xanh là số lượng nhiều. Giá là 50.000 một củ. Còn đâu là những cái màu đỏ thì bây giờ cây nó còn ít rồi, nó lỗi này. Ví dụ như nó bị sâu một tí ở thế này. Đấy, thì em bán là 50.000 hai chậu màu đỏ này. Đây là màu vàng nó cũng hơi bị xấu thân một tí. Đây nó cũng kiểu hơi bị lỗ một tí xíu này, thì cũng 50.000 hai củ nhá. Loại nào lỗi là 50.000 hai củ, loại nào mà đẹp thì 50.000 một củ. Cái này thì các bác trồng để lấy giống thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đen rũ mắt đen hàng chậu to. Hàng này thì hoa của nó rất là siêng, rất là to. Đây là những cái thân tơ của nó đang xuống lá này. Và đây cả những cái thân mầm đang lên nữa. Hàng này khi mà đang chuẩn bị xuống lá này, các bác hạn chế tưới nước vào trên lá nhé. Chỉ tưới vào gốc thôi để nó kích thích, nó sưng nụ hoa. Hoa của nó siêng, to đẹp. Chậu hôm nay thì chậu bự, nhiều thân. 370.000 một chậu. Mua 2 chậu còn 350. Hàng này đảm bảo cái lô hàng này không làm các bác thất vọng, bởi vì cây nó quá là đẹp. Tiếp theo là những bảng châu như bẹt này, mặt hoa chuẩn bẹt luôn. Ngày xưa những dòng này là rất là giá trị, nhưng hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác, em còn gần chục bảng. Hôm nay thanh lý giảm giá kịch sàn là 150 một bảng nhá. Lô hôm trước em bán 250 một bảng đấy ạ. Thứ nhất là tình trạng là nó rơi tầm 2 đến 3 thân tơ trong một chậu. Và thứ hai là cái bảng này cũng sẽ có thể thi thoảng một thân nó bị gập gốc như thế này, nhưng mà ngọn của nó vẫn thắt ngọn, vẫn cho hoa như bình thường. Hoặc một số bảng thì ví dụ thân đẹp thì nó lại hơi bị sứt sát cái đầu ngọn, nó kiểu nó bị sứt một tí đầu ngọn này chẳng hạn, như thế thì bán thanh lý là 150 nhá. Dọn vườn chơi xong các bác làm giống cái này, hàng này rất là đắt tiền đấy ạ. Trầm cổ thân thủ nhá, hàng lô hôm nay thân to bằng ngón tay cái này, và thân của nó toàn hàng tác phẩm thôi. Em có một vài chậu giao lưu với cái lô hàng này, đẹp quá, khách chốt gần hết rồi. T15 này, 4 thân 520.000. Cũng thưa qua là cái trầm cổ này như năm ngoái, gần Tết năm ngoái là 350 vẫn là một thân này. Năm nay giá rẻ bất ngờ rồi. T15 520 thân dài. T21 490.000 cũng 4 thân. Cũng dài đẹp nhá các bác nhá. Lá dày cộp và rất là đẹp. Tiếp nữa là T16 4 thân cũng 520.000.
T16 4 thân 520. Hoa của nó đang bói đầu ngon. Còn hoa này tím đậm mà hoa rất là thơm. T9 350, 3 thân. 3 thân 350. Tính ra có 120 một thân thôi các bác. Tiếp theo là T25. T25 là chậu 4 thân. 4 thân to mập đẹp lắm ạ. Đảm bảo cái cây này thân thủ. 530.000. T25 530. T26 cũng 4 thân. Và đáng nghĩa là 5 thân nhưng thân này nó bị gập. Nên là thân này coi như là em chỉ tính 4 thân thôi. Thân này các bác về có thể ươm ki bình thường. Đó. Chậu này cũng 520.000 nhá. 520 đi. Có hai cái thân này nó ngắn hơn một chút xíu nhưng hai thân mẹ của nó, thân hai thân cao nó phải ra rơi gần 90 cm gần 1 mét rồi. Tiếp đến là vũ nữ ạ. Nhà em đang có chương trình là chơi Tết làm vũ nữ mua 3 chậu bất kỳ miễn phí ship nhá. Cái lô hàng này kết thúc cuối năm này em sẽ có chương trình miễn ship khi mua từ 3 chậu vũ nữ. Vũ nữ đầu tiên cái dòng bán cũng khá là chạy hàng, đó chính là vũ nữ anh đào. Màu của nó là màu vàng rất là xinh và sai hoa. Đây ạ, một chậu trung bình tầm một nụ hoa và cây của nó như thế này, 150.000 một chậu anh đào, 3 chậu miễn ship. Tiếp theo màu thứ hai đó chính là bơ ngọt, hoa bơ ngọt thơm mà đẹp nhé, cái màu vàng rất là tươi, thơm, ủi thơm thật sự luôn các bác ơi, thơm lắm, thơm dịu ngọt. Bơ ngọt thì một chậu nó trung bình nó cũng thân nó như thế này, nó cũng hàng sưu tầm thôi đấy, cũng có cây đang nhú nụ, có cây thì chưa. Và một chậu bơ ngọt này là 160.000 đồng một chậu nhé, cũng đã có cây đang nhú nụ ở trên những cái mẹ này. 160.000 một chậu bơ ngọt và mua 3 chậu miễn ship. Tiếp theo là mèo vàng, có cả mèo cam và mèo vàng nhé. Đây cây mèo vàng thì cây của nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Chậu tầm 3 thân ạ. Thân to, thân vừa, thân nhỏ. Và giá một chậu là 160.000. Đây là cây mèo vàng. Tiếp đến là màu mèo cam. Mèo cam nó là cái màu cam lửa rất là rực rỡ. Màu cam lửa mà bông của nó to lắm. Đấy, cái này để bán rất là xinh này. Cam lửa thì cũng đang có nụ hoa các nhá. Một chậu cam lửa thì cũng có khá là nhiều thân, cả thân to, thân nhỏ. Bởi vì cái cam lửa giống nó đắt ấy, nhiều nhà vườn người ta trồng một cây một trên một chậu, bán lẻ ta đã 150 rồi. Cái này chậu này cũng tầm 3-4 tép gì đó, cả to cả nhỏ. Em bán là 200.000 một chậu. Đây là vũ nữ cam lửa nhá mọi người nhá. Vũ nữ cam lửa 200.000 một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Và một loại vũ nữ nữa bán cũng rất là chạy hàng, dòng phân nhánh. Cây nó khi phát triển khỏe thì nó sẽ phân tay nhá. Vậy còn bây giờ mới lên là nó chưa phân tay đâu các mọi người. Hàng này là ngọc nữ, hoa thơm, hoa bền hơn tháng ạ. Hàng này để trên bàn uống nước rất là xinh. Một chậu ngọc nữ hoa thơm này em bán là 160.000. Ít nhất từ 3 cần vòi trở lên nhá. 160.000 một chậu. Mua 3 chậu cũng miễn ship. Và cuối cùng là vũ nữ sô cô la ạ. Và tiếp theo là vũ nữ sô cô la hoa thơm. Sô cô la baby hoa thơm đẹp lắm ạ. Chậu của nó thì cũng nhiều giả hành và bây giờ cũng đã có nụ. Nụ gửi đi thì em sẽ gửi cho các bác những cái nụ ngăn ngắn thấp thấp thôi để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cây. Đấy ạ. Và một chậu sô cô la này thì em bán với giá là 220.000 đồng một chậu nhé. Cây nó to, chậu to. Phụ nữ cứ mua 3 chậu là miễn ship rồi. Các bác cứ cộp cho em. Tiếp theo hoàng hậu xanh ạ. À, em có một số những cây hoàng hậu xanh thanh lý này. Đây những cái cây trẻ sai chậu bé này là 100.000 này. Giá cũ là 120 này. Đấy, 100.000 một chậu. Mua 3 chậu cũng miễn ship. Đây, hoàng hậu xanh vòi dài. Hoa rất là xinh. Cái lô hàng này bán 100.000 nhé. Trầm biên vàng, lá biên, lá kẻ phát tài. Đây ạ, 120.000 đồng một chậu thôi. Tiếp theo là những cái cây hoàng nhạn 4N, hàng của Thái Lan nổi tiếng. Cây mẹ bồng con hoặc cây đơn. Cây đơn thì cây to hơn, còn cây mẹ bồng con thì cây nó nhỏ hơn một chút. 350.000 một chậu. Hoa nó rất là thơm đấy ạ. Hàng này thì nổi tiếng ở bên Thái rồi. Mua 2 chậu miễn ship. Em có một số những cây Vanda này. Vanda hoa nở quanh năm. 150.000 một chậu. 150.000 một chậu Vanda. Và đây là cái cây Đai Châu Lai Vanda này. Đai Châu Lai Vanda. Cây cũng cao to. 250.000 đồng một chậu. Đai Châu Lai Vanda. Cây này thì chuẩn bị sưng nụ thôi. Cây của nó rất là nhiều cặp lá. Lá mẹ xếp rụt rịt. Có một chậu là chậu Pensoda xưa. Hàng chậu là chậu phi to. Trồng vào chậu phi này là phi phi nhựa này, chậu này 300.000, nhiều thân. Thanh đạm Indo nhá, thanh đạm Indo 180.000 đồng một bụi. Tiếp theo đó chính là sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên bây giờ đang chuẩn bị sưng mắt nụ này, rất là đẹp. Sơn thủy tiên hàng thuần này rồi. Hoa màu vàng rất là xinh, 290.000 đồng một chậu. Đây vũ nữ sô cô la vòi dài này.
Hoàng tử áo đỏ. À đây còn chậu pen soda này nữa. Còn chậu pen soda này cũng 300.000 hai thân dài với cả một thân ngắn này. Pen soda. Hoàng tử đỏ thì cứ chậu hai thân nhá. Chậu hai cây một thì em bán là 120.000 một chậu. Mua hai chậu là 100.000 hoàng tử áo đỏ. Đen đô sân. Đen đô sân thì em bán 200.000 đồng một chậu. Hiện tại thì một số cây đang chuẩn bị nhú vụ nụ để chơi xuân Tết này. Đen đô sân mua hai chậu miễn ship. Đấy, đen đô sân thì em bán số lượng, em mua hai chậu em miễn ship cho các bác. Tiếp theo là thanh lý cái lô kiếm này. Kiếm gồm 3 loại: Phan Trí, Xanh Huế và Vị Hoàng. Kiếm này là kiếm chậu phi to các bác nhé. Chậu phi to nhiều tép. Hôm nay thì thanh lý cho các bác là 200.000 đồng một chậu. Giá cũ là 250 một chậu đấy ạ. Riêng kiếm các bác mua 3 chậu bên em miễn ship. Có 3 dòng kiếm. Hàng này thì thanh lý bởi vì lá nó hơi sứt một tí. Đây, dính một hai lá kiểu như nó bị sứt một tí xíu thôi. Nhưng mà tổng thể cây thì nó đẹp và nó hàng lá láng. 200.000 một chậu ạ. Damari. Đây ạ, còn một số cây Damari hàng của Thái để sưu tầm giống này. Hoa của nó bông nó bền và rất là sai. Đấy, một chậu như vậy em bán là 150 một chậu thôi. Damari còn 4 chậu, 4-5 chậu gì đó. 150. Hoàng thảo vôi trắng này. 130.000 một bảng. Mua 2 bảng tức là 250 một cặp. Trầm trắng môi tuyết cũng 130.000 một bảng. Mua 2 bảng là 250 một cặp, có thể kết hợp với vôi nhé. Vôi lưu ý là cây nó xuống lá hết rồi. Một số thân kiểu nó dài quá, nó nặng, nó hơi bị gập thân một tí. Các bác về vẫn cho hoa, vẫn trồng làm giống, vẫn ok. Ngoài ra thì em có cái hoàng thảo vôi tím này. Vôi tím chuẩn bị sưng nụ, đầu xuân là sưng nụ. Hàng này toàn nguyên rề to, dài, đẹp, mập lắm. Giá là 330 đến 400.000 một bảng nhé. Hàng thuần sẵn rồi. Đó, phía trên kia còn một số những giò giả hạc Pháp em bán treo chậu là 350 một chậu. Hàng xuống lá hết, tầm khoảng 20 thân trên một chậu ấy ạ, cả dài cả ngắn. Tiếp đến là kim điệp Indo hay là kim điệp mắt nâu. Dòng kim điệp mắt nâu là hàng đột biến hoa. Đây là một chậu của nó tầm khoảng 3, 4, 5 thân thì nó tùy. 3 thân thì thường thân nó dài đều, còn 4, 5 thân thì thường nó có cả những cái thân ngắn ngắn như thế này này. Đấy. Hàng đợt này thì em nhập giá nó cũng mềm hơn là những cái lô trước đó. Ngày xưa cái lô kim điệp Indo hàng đột biến rất là đắt giá trị. Đang chuẩn bị sưng nụ hết rồi nhá. Hôm vừa rồi là thấy đây, thấy một số cây nó đang nụ rồi. Một số cây chuẩn bị sưng nụ. Và em bán là 190.000 đồng một chậu. Hàng đẹp. Đảm bảo cái loại này hoa thơm mà nó đẹp lắm. Tiếp theo là Dendro. Có dòng Dendro tím chớp sưu tầm. Chậu Dendro tím chớp em cũng còn tầm 2-3 chậu thôi. Tầm 3-4 chậu thôi. Một chậu thân cao, một chậu thân thấp. Thân thấp có thể đang đi ngọn hoặc là có thể đang thắt ngọn rồi. Đấy. Và Dendro tím chớp này 220 một chậu này. Mua 2 chậu là 400.000. Còn tiếp theo là Dendro vàng kim cương. Chậu chỉ có một thân một thôi. Và cũng đang xuống lá chuẩn bị sưng nụ. Đấy, lá nó vàng là nó xuống nhé. Không ảnh hưởng gì. Chậu này thì em cũng bán là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu tính 200.000 một chậu nhé. Chiều cao tầm 40-50 cm. Dendro vàng kim cương. Tiếp theo là lô Dendro, em sẽ thanh lý Dendro dọn vườn để đầu xuân em nhập lô hàng mới. Thanh lý thì cũng có một số cây thì vẫn còn rất là đẹp. Một số cây thì nó số lượng nó còn ít thì nó hơi xấu một tí thì cũng thanh lý ra giá rẻ cho các bác. Dendro thì đầu tiên đó chính là pen soda xưa. Pen soda xưa, hoa thơm, hoa màu vàng. Chậu này là chậu phi 16, chậu tầm 3-4 thân. Chậu nào 3 thân thì thân nó sẽ dài, đều. Chậu nào 4 thân thì có cả những thân nhỏ nữa. Giá cũ một chậu này là em bán 240. Nhưng hôm nay thì em đang sale là 220 một chậu thôi. Còn các bác mua một cặp này, tức là 400.000 được một đôi. Đấy, giá giảm so 80.000 so với giá bình thường. Còn các bác muốn mua cái hàng sưu tầm nhỏ nhỏ thì các bác lấy sang cái loại chậu phi 12. Chậu thì cây nó nhỏ xíu, bé xíu này thôi nhá. Cây nó không to đâu. Nhưng mà em đang giảm giá nên là cũng khá là vội hàng rồi mọi người. Pen soda này thì chậu của nó, nếu các bác lấy chậu lùm thì thân nó nhỏ, còn nếu mà lấy cái chậu cứng cứng thì thân nó ít thân hơn. Nó chỉ 2 thân như này thôi. Nếu mà cây đứng ngọn như thế này thì đồng giá là bán 75.000 một cốc thôi. Mua 3 cốc thì tính là 201, tức là 3 cốc thì tính còn 70.000. Pen soda xưa này nói chung là hàng thanh lý giảm giá để em nhập cái lô hàng đầu xuân. Hàng này là hàng nó vẫn còn đẹp, em nhập lô nhiều ạ. Zaza mini còn 2 chậu này. Bình thường 70.000 một chậu, hôm nay em bán 100.000 2 chậu này. Zaza mini 2 chậu này 100.000. Tiếp theo một số loại khác như là tím lục bình này, xinh vàng, kinh vàng, rồi là tím lavender, rồng xanh, hoa hồng blue, bò vàng, Bangkok. Ở bên đây thì có nắng 4N, bun len, hoa thơm, thỏ vàng, banana. Đây thỏ vàng này.
Đấy, những cái cây này là em thanh lý cho các bác 60.000 một cây hết. Đấy, và mua 5 cây là tính còn 55.000 một cây. Thanh lý đèn rô. Em còn một vài cây chớp sao băng này. Có cây chớp sao băng hôm qua có cái bông hoa đẹp thì khách lấy mất rồi. Nên là hôm nay không còn cái bông hoa để quảng cáo. Nhưng mà hoa của nó thì đẹp lắm. Nói thật với các bác, cây thì nó xấu xấu tí thôi, nhưng hoa của nó lại rất là sai và đẹp. Hàng này đang thanh lý nhá, để các bác làm giống. Bởi vì cây của nó kiểu như là nó xuống lá. Dòng này nó là hàng ươm ki ra. Đây, chậu nó hầu như nó trụi hết lá gốc rồi. Lá của nó loại này nó lại xấu, nó không như những cái loại như cây bun leng này. Hoa cây lá thì rất là đẹp, nhưng nó chỉ có 55.000 thôi, à 60.000 thôi. Nó rẻ đẹp, nhưng mà những cái hàng này, hàng hoa của nó đột biến thì nó lại đắt tiền hơn mà cây nó xấu hơn. Giá hôm nay thanh lý là 80.000. Nếu mà một chậu bình thường đẹp nó phải rơi tầm 150. Giá này giá thanh lý nửa giá rồi, 80.000 một chậu. Đây là chớp sao băng. Tiếp theo là ngọc trai đen, hàng lá mít nhé. Ngọc trai đen lá mít này là 100.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu rồi tính ra 90.000. Ngọc trai đen hàng lá mít. Dendro có cả siret ở trong kìa. Nói chung là Dendro hôm nay bán có 60.000 là bán giá lỗ rồi đấy ạ. Dạ như đã hứa thì nhà em lại tiếp tục bổ sung thêm một cái lô hàng, bổ sung thêm một số những mã cắt mới quá nhá. Hôm nay thì về có loại bộ trụ chậu to chậu khủng này, bổ sung thêm một vài loại mới thôi. Và riêng cát thì nhà em vẫn đã có chương trình là mua 3 chậu miễn phí ship, nên là các bác có thể gộp đơn cát các bác lấy loại nào cũng được. Cái dòng cát đầu tiên hôm nay thì em về bổ sung một cái dòng cát vàng lưỡi đỏ. Hôm nay thì bụi nó to lắm các bác ơi. Chuẩn hoa như thế này. Đấy, cái bông hoa của nó màu vàng tươi và lưỡi đỏ nó là màu tím đậm này. Đỏ tím đậm này, đấy. Rất là đẹp luôn, bông to, rất là xinh đẹp luôn nhá. Đấy, hàng chuẩn hoa. Và đây là cái mặt bông nhà vườn gửi. Và cái chậu gửi đi thì em sẽ chọn các bác những cái chậu to như thế này, nhiều giả hành này, nhiều tép như thế này. Còn loại chậu nhỏ này thì cái bụi này nó đang hoa thì bụi này nó nhỏ hơn. Nhưng cố gắng sẽ lựa những cái bụi to nhất có thể trong cái lô hàng mới về. Đây, em nhắc cho mọi người những cái cây này toàn những cây to thôi. Đấy, giả hành rất là khỏe đẹp. Cái dòng cát vàng lưỡi đỏ hôm nay chậu to đẹp như thế này. Em xin phép bán là 180.000 đồng một chậu, mua 3 chậu miễn ship nhé. Tiếp theo hôm nay thì em lại về tiếp một cái lô cát hồng thơm mọi người ạ. Hôm nay thì cái hồng thơm về số lượng nó chỉ có giới hạn, chỉ rơi tầm khoảng 20 cây thôi ạ. Đó, và cái cây hồng thơm thì bụi của nó rất là to, đẹp, nhiều giả hành mà cây cứng cát thực sự các bác nhé. Hồng thơm hôm nay thì em bán cho mọi người một cái chậu giả hành nhiều đẹp như thế này với giá là 170.000. Cái bông hoa của nó rất là đẹp, và đặc biệt hơn là loại này người ta chơi hương. Hồng thơm về số lượng có hạn nên các bác có thể là tranh thủ mua sớm, bởi vì hôm trước đã cháy hàng, và mua 3 chậu cát thì vẫn được miễn ship. Cái dòng cát thơm nhất này là cái dòng cát trắng kim cương này, chậu to, phi to, nhiều thân. 200.000 một chậu thôi, 3 chậu miễn ship. Màu trắng tinh và họng màu vàng. Tiếp theo bên đây là xanh lưỡi hồng, 130.000 một bụi. Cát thì nó cũng nhiều giả hành, tùy từng màu thì nó sẽ có số lượng giả hành nó khác nhau. Vàng mắt nai, màu vàng tươi rất là xinh đẹp, 130.000. 3 chậu bao ship. Tiếp theo là cát màu hồng này, cát hồng. 130.000 một chậu. Vàng lưỡi nhung cũng 130.000 đồng một chậu. Vàng mắt mèo rất là xinh. Mọi lần cam mắt mèo, đợt này vàng mắt mèo này 130.000. Ôi, đây, hàng cháy còn tầm có 4 chậu thôi mọi người ơi. Nó cũng không có nhiều giả hành lắm đâu, hàng sưu tầm nữa. Tiếp theo là đỏ ruby nhá, đỏ ruby này. Chậu của nó thân nó mảnh mảnh nhưng mà cũng nhiều thân này, cao. 130.000. Tiếp đến là màu hồng phấn này, hồng phấn mới về này. 130.000. Hồng phấn. Cát trắng lai đùi gà. 180.000, chậu cát trắng lai đùi gà là cây của nó to. 180.000 một chậu. Tiếp theo là trắng lưỡi tím. Đây, trắng lưỡi tím này. Cái này cát về trồng là phải cố định bằng que nhá. Tại vì trồng nó mọc nó tua rua các kiểu như này. 130.000 trắng lưỡi tím. Em còn 2 chậu vàng chùm hoa thơm này. Đây, có một chậu này ít thân hơn thì là 130. Chậu này nhiều thân hơn thì là 140. Vàng chùm 140 và 130 một chậu. Hoa màu vàng lưỡi tím. Tiếp theo là lan cát này, lan cát củ tỏi nhá coi nhá. Lan này tên tiếng Anh của nó là một cái tên tiếng Anh gì mà nó rất là đọc rất là khó nghe, khó đọc. Đây. Hoa của nó thơm lắm. Phoenicia alata gì này. Cái này em bán là 170.000 đồng một chậu. Nhiều giả hành, hoa quanh năm. Cái này hoa thơm nức mũi đến lúc tàn hoa vẫn còn thơm này.
Đấy, nó như lan cắt củi tỏi, đấy là người Việt Nam mình gọi là lan củ tỏi ạ. Và loại nữa, đó chính là cây đỏ chùm. Đỏ chùm này cũng 130, cũng nhiều thân, nhưng các bác lưu ý là cây đỏ chùm lá nó hơi xấu nhá. Màu đỏ nhung rất là đẹp, nhưng nó họa dòng hai lá nên hoa nó thành từng chùm. Đấy, 130.000. Để lan cắt đỏ chùm, mua 3 chậu miễn ship. Em có một cái giò hoa tóc tiên này ghép lũa này, bám rất là chắc cá thể này. Cái lũa này 70.000 nhá, 70.000 cái này, tóc tiên. Còn một chút hàng rừng thanh lý thì các bác làm giống này, ý ngọc này 120.000 một cân, còn tầm hơn cân bán nốt này giá cũ 180 này. Hoàng thảo tam màu sắc này cũng 120 một cân này. U lồi 150 một cân này. Em thanh lý ra lỗ nhá. Kiều vàng, kiều vàng hôm nay còn cây của nó 150.000 một cân. Đây, cũng cây lùn lùn nhiều lá, nhưng cây cao thì ít lá. Cái hoàng thảo môi tua này thanh lý 80.000 một cân. Còn một ít hàng rừng em thanh lý giá rẻ. Tiếp theo em còn một vài giò, đây là giò trầm blue. Trầm blue hàng sưu tầm hoa, em chỉ còn một vài giò thôi ạ. Mã này là mã B8 130.000 một thân. Rất là dài. B17 này 250 hai thân. Rất là đẹp. B31 150 hai thân, một thân cao dài, một thân ngắn. B16 140 một thân dài. Tiếp theo là B14 140.000. B5 cũng 140 thân dài cong. B38 100.000. Và B15 140.000. Đấy, đây là những cái chậu trầm blue nhá. Toàn những cái hàng về nhiều nhưng mà còn lác đác một vài chậu thôi.